nay chị có đồ chơi mới đây, các em có muốn xem cùng chị không nào? Chị có một ngôi nhà của công chúa rất là đẹp đúng không nào? Đây là mặt trước của hộp này. Đấy, rất là đẹp đúng không? Xung quanh hộp cũng có những ngôi nhà, ngôi biệt thự rất là xinh. Đây là mặt sau của hộp này. Mặt sau của hộp giới thiệu 4 ngôi nhà. Chúng ta sẽ dần dần khám phá nha. Đây là mặt bên cạnh nữa này. Đấy, những ngôi nhà rất là to đẹp phải không các em? Bây giờ chị sẽ mở hộp này ra xem ngôi nhà của chúng ta như thế nào nha. Là đẹp phải không các em? Đấy, chị xem trong hộp còn gì không nào? Hết rồi, không còn gì cả. Ngôi nhà của chị, ngôi nhà của chị có cái mái nhà màu xanh này, có cửa ra vào màu đỏ này, và cánh cửa màu vàng cam rất là đẹp đúng không nào? Đây, chị có thể đóng mở này, đấy, đóng mở dễ dàng mời các bạn bè vào chơi đúng không? Đây chị có cửa sổ màu đỏ nữa này. Đấy, hai cửa sổ liền cơ. Rất là đẹp đúng không? Và mùa hè rất là thoáng mát đấy. Chị có cái lan can này. Đây là lan can màu xanh đúng không? Rồi bên ngoài thì còn trồng cả cây thông nữa. Rất là đẹp phải không nào? Chị có cả hai ống khói này. Đấy, trước nhà chị còn có một cái đồng hồ màu đỏ rất là đẹp đúng không? Để nhắc các em lúc nào cũng đi học đúng giờ đấy. Để chị xem trong nhà có cái gì nhá. Mở cửa ra nào.